Thời gian qua, có nhiều nhà vườn, doanh nghiệp, nông nghiệp áp dụng công nghệ hiện đại vào hệ thống tưới tiêu tự động nhằm tăng năng suất, giảm chi phí. Trong đó, lắp đặt hệ thống tưới tự động sử dụng ống nhựa hoa sen được đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả và tiết kiệm, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nước do tác động của El Nino dự báo sẽ tác động đến Việt Nam trong 2 năm 2023-2024. Ống nhựa hoa sen do công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen sản xuất theo công nghệ hiện đại của châu Âu với hệ thống trộn trung tâm, cho ra sản phẩm đồng nhất và chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 1425, ISO 4427, quy chuẩn Việt Nam 12 của Bộ Y tế, quy chuẩn Việt Nam 16 của Bộ Xây dựng. Trên thị trường, sản phẩm ống nhựa hoa sen đang được ưu tiên sử dụng trong hệ thống tưới tiêu với tuổi thọ lên đến 50 năm, chịu được nhiều điều kiện địa hình khí hậu khắc nghiệt. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, nông trường cao su Phong Phú thuộc công ty cổ phần cao su Thống Nhất đang áp dụng mô hình tưới phun mưa sử dụng ống nhựa hoa sen cho 200 hecta chuối. Ống nhựa PVC sử dụng trong hệ thống tưới là cực kỳ quan trọng vì cái ống đó là phải có tác dụng là chịu áp tốt thì khi đó mình mới vận hành được tưới được diện tích lớn. Và phần ống nhựa PVC đó là phải chọn những loại hãng có thương hiệu, chẳng hạn như hoa sen là những cái thương hiệu mà chuyên dùng trong hệ thống tưới thì chất lượng họ tốt thì cái tuổi thọ nó mới dài, thì khi mà mình vận hành tưới hoặc là mình canh tác á, nó sẽ không xảy ra cái sự cố, mà khi xảy ra sự cố thì làm ảnh hưởng đến lượng nước của cây trồng. Hiện các nhà máy sản xuất của tập đoàn Hoa Sen có mặt ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và 5 tổng kho, đảm bảo đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng với chính sách giá linh hoạt phù hợp. Trước những thách thức của biến đổi khí hậu, việc ứng dụng hệ thống tưới thông minh với chất liệu ống nhựa tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiến đến phát triển nông nghiệp bền vững.